Vào những ngày này, nhu cầu mua sắm lương thực, thực phẩm cũng như các vật dụng cần thiết để phục vụ cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán của người dân đang tăng cao. Hầu hết ở các khu chợ đều tập trung đông người và mua bán hàng hóa tấp nập. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, thì ý thức của người dân khi đi chợ là rất quan trọng. Ghi nhận tại chợ Rồng, thành phố Ninh Bình. Tại những gian hàng bán hoa tươi trang trí, hoa quả và thực phẩm tươi sống những ngày giáp Tết trở nên sôi động hơn cả. Đeo nhiều lớp khẩu trang, kính chắn, giọt bắn, găng tay, nhiều người bán hàng đã chuẩn bị sẵn sàng điều kiện phòng dịch cho bản thân để phục vụ tốt nhất cho người mua hàng. Mình là người bán hàng là mình phải chấp hành trước, thì dân họ đến họ mới yên tâm mua hàng. Phải chấp hành đeo khẩu trang để cho yên tâm. Khoảng cách thì nhìn chung là cũng từ 1,5 m đến 2 m. Vợ chồng ông bà Đào Văn Đồng tranh thủ những ngày cuối năm đi mua sắm cho gia đình. Tuổi cao, lại có bệnh lý nền nên trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ngoài cộng đồng, khi đi chợ những ngày cuối năm, vợ chồng ông bà cũng có những cách phòng chống riêng. Các bác cũng sát khuẩn tay rồi là đeo 2 khẩu trang. Thế rồi là vào các quán mua hàng như này thì phải đứng xa ra. Thì phải có cái kế hoạch trước mà mua xong là hạn chế ra cái chỗ đông người. Còn mỗi cá nhân là phải giữ cho mình, giữ cho cộng đồng, giữ cho mọi người xung quanh để cho ngày xuân nó được vui vẻ, mọi người có sức khỏe đầm ấm. Theo quan sát, chợ Tết những ngày này khá nhộn nhịp, tuy nhiên không xuất hiện tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ hoặc chen lấn nhau khi mua hàng. Hầu hết mọi người mua và bán đều có ý thức đeo khẩu trang khi vào chợ, giữ khoảng cách nhất định để hạn chế tiếp xúc. Chỉ có một số trường hợp đeo khẩu trang không đúng cách hoặc không thường xuyên đeo khẩu trang. Đi chợ ngày Tết thì nói chung là mọi người đều có nhu cầu mua sắm. Chợ rất là đông cho nên là ta phải lên giữ là khoảng cách, có nước sát khuẩn tay và luôn luôn đeo khẩu trang để cho nó tốt cho mình và tốt cả cho mọi người. Chợ giáp Tết cũng là bức tranh toàn diện về cái Tết no ấm, đủ đầy, hiện hữu. Để nét đẹp thêm trọn vẹn thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Vui xuân đón Tết an toàn.